Đài phun nước được công ty Đông Dương thi công nằm trong khu đô thị Vạn Phúc thành phố Thủ Đức. Đài phun hình tròn được bố trí đèn led trang trí hình dọc nước ở vòng ngoài có thiết kế phong cách thú vị của dọc nước mắt phát sáng với bóng đèn RGB nhiều màu đã được lắp sẵn trong đèn. Bên cạnh đó là đèn trang trí hình cầu làm bằng polytin chất lượng cao được đặt ở tầng trên là điểm tô bật cho hồ phun. Ngoài ra hồ còn được sử dụng đèn âm nước đổi màu tự động hài hòa với vòi phun. Thông tin thêm về công ty Đông Dương, công ty chúng tôi chuyên tư vấn thiết kế thi công các dự án đài phun nước, nhạc nước nghệ thuật với kinh nghiệm 15 năm trong nghề cùng đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên mọi miền đất nước. Hãy ghé thăm văn phòng chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn ngoại thất Đông Dương. 37 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hotline: 0935335426, Mít thương: website.gađần.vn